Top 10 câu lạc bộ giá trị nhất thế giới 2023, MU chỉ kém Real Madrid. Cho dù liên tiếp gây thất vọng trên sân cỏ, nhưng MU vẫn giữ vững vị trí trong top 3 câu lạc bộ giá trị nhất thế giới, theo tính toán của tạp chí Forbes. Hôm qua, tạp chí tài chính nổi tiếng Forbes đã công bố danh sách các câu lạc bộ giá trị nhất thế giới trong năm 2023. Giá trị các câu lạc bộ được Forbes tính toán theo phương pháp độc quyền và được thừa nhận trên phạm vi toàn cầu. Năm 2023 chứng kiến sự hồi phục mạnh mẽ của các câu lạc bộ lớn thời hậu Covid-19. Hai câu lạc bộ đầu tiên trong lịch sử chạm mốc giá trị 6 tỷ USD là Real Madrid và MU. Real Madrid tiếp tục đứng đầu bảng với tổng giá trị 6,07 tỷ USD, tăng 19% so với năm ngoái. Trong khi đó, MU cũng bất ngờ nhảy vọt, tăng 30% so với năm ngoái với tổng giá trị lên đến 6 tỷ USD. Theo Forbes, các giá thầu của Sir Jim Ratcliffe và Shaker Jassim nhằm mua lại MU đã giúp thương hiệu của câu lạc bộ này tăng mạnh. Tính từ khi Forbes công bố danh sách các câu lạc bộ giá trị nhất thế giới vào năm 2004 đến nay, chỉ có Real Madrid và MU luôn xuất hiện trong top 5 hàng năm. Trong khoảng thời gian đó, Real Madrid đứng đầu 7 lần và MU đứng đầu 11 lần. Barcelona là đội duy nhất từng phá bỏ sự thống trị của hai đại gia này khi đứng đầu vào năm 2021. Trong top 10, câu lạc bộ duy nhất không tăng giá trị trong năm qua là Chelsea. Cho dù chi ra hơn 800 triệu USD mua cầu thủ, nhưng giá trị thương hiệu của Chelsea giảm mạnh dưới thời chủ sở hữu mới. Ngoại hạng Anh tiếp tục thể hiện sự vượt trội khi có đến 6 câu lạc bộ góp mặt trong top 10, ngoài MU và Chelsea còn có Liverpool, Man City, Tottenham và Arsenal. Trong khi đó, Juventus giảm 12% giá trị so với năm ngoái và bật khỏi top 10. Ở phía dưới, Newcastle là đội tăng giá trị nhanh nhất trong năm qua, tăng 51% và leo lên vị trí thứ 22 trên bảng xếp hạng của Forbes.